Phần 2. Chuỗi ngày án mạng kinh hoàng xảy ra từ năm 1987 đến năm 1989. Cái chết của Stephen Tommy. Ngày 20 tháng 11 năm 1987, trong khi vẫn đang ở cùng bà tại Wester Alice, Jeffrey gặp một chàng trai tên Stephen Tommy và gã gẫm anh cùng đến khách sạn Ambassador. Hắn đưa Stephen đồ uống có pha thuốc ngủ và hãm hiếp anh. Mặc dù Jeffrey không có ý định giết người, tuy nhiên, sáng hôm sau, khi tỉnh dậy, Stephen đã chết. Ngực của anh bị lõm vào, tím bầm và có máu rỉ ra từ miệng. Phần nắm tay và cẳng tay của Jeffrey cũng bị bầm. One time I brought this young man back to the hotel room, the Ambassador Hotel. Was just planning on drugging him and spending the night with him. I had no intention of hurting him. When I woke up in the morning, he had a broken rib here. I was heavily bruised. Apparently, I had beaten him to death with my fists. And you have no memory of it? I have no memory of it. But that's what started the whole spree all over again. Dahmer says hắn biết mình đã giết Stephen song không hề có chút ký ức nào về việc đó. Khi ra hầu tòa, thẩm phán không cáo buộc hắn với vụ án giết người này. Để thủ tiêu xác của Stephen, Jeffrey treo chiếc biển không làm phiền trước cửa phòng và đi đến một trung tâm thương mại gần đó. Hắn mua một chiếc vali thật lớn và nhét xác của Stephen vào trước khi nó bước vào giai đoạn co cứng tử thi. Về đến nhà, Jeffrey để chiếc vali dưới tầng hầm trong một tuần. Sau đó, hắn cưa đầu, chân và tay Stephen ra khỏi thân, lọc những tảng thịt ra khỏi xương và thái thành những miếng nhỏ hơn. Phần thịt này sau đó đã được hắn để trong túi bóng đen. Jeffrey bọc xương của Stephen trong một cái ga giường và dùng búa nghiền vụn. Toàn bộ quá trình này kéo dài trong 2 tiếng và di hài của Stephen trừ chiếc đầu, còn lại đều được Jeffrey vứt bỏ trong thùng rác. Jeffrey bọc đầu của Stephen trong một cái chăn. Sau 2 tuần, hắn hầm đầu anh trong một hỗn hợp gồm Soilex, một chất tẩy rửa công nghiệp có thành phần chính là kiềm và thúc tẩy với ý định giữ lại hộp sọ, phục vụ cho thú tính quái đản của hắn. Tuy nhiên, quá trình này khiến cho phần xương sọ trở nên dễ vỡ nên Jeffrey đã nghiền vụn và tiêu hủy hoàn toàn. Sau vụ án của Stephen Tommy, Jeffrey chủ động tìm thêm nạn nhân. Hầu hết các nạn nhân đều gặp hoặc quên hắn tại các quán bar và đều bị dụ dỗ đến nhà bà nội của hắn. Ở đây, Jeffrey chuốc thuốc nạn nhân trước hoặc sau khi quan hệ tình dục với họ. Sau khi nạn nhân bất tỉnh, hắn giết bằng cách bóp nghẹt cổ họ. Án mạng của James Doxader. 2 tháng sau cái chết của Stephen, Jeffrey gặp một cậu trai bao người Mỹ bản địa tên James Doxader. Để tiếp cận cậu này, hắn hứa sẽ trả $50 để chụp hình khỏa thân của cậu. Về đến nhà, Jeffrey đánh thuốc cậu bé sau khi cả hai quan hệ tình dục. Hắn giết James theo cách thức như của Stephen và cuối cùng là giữ lại sọ của cậu trước khi đem đi nghiền vụn. Án mạng của Richard Guerrero. Vào ngày 24 tháng 3 năm 1988, Jeffrey bắt gặp nạn nhân thứ ba có tên Richard Guerrero bên ngoài một quán bar. Như 2 lần trước, hắn đưa Richard về nhà bà và hứa sẽ trả $50 để dành một đêm với y. Tương tự, Richard bị tẩm thuốc mê và bị siết cổ với một chiếc đai lưng bằng da. Jeffrey sau đó đã quan hệ tình dục bằng miệng với xác của anh ta. Hắn xẻ xác Richard trong vòng 24 giờ và tiêu hủy xác của anh như 2 nạn nhân trước đó. Nạn nhân đầu tiên thoát chết. Ngày 24 tháng 7, Jeffrey gặp Ronald Flowers khi thấy anh đang gặp vấn đề với chiếc xe của mình. Hắn yêu cầu được giúp đỡ Ronald, mặc dù luôn lảng tránh ánh nhìn của anh, Ronald đồng ý và đi theo hắn về nhà. Tại đây, Jeffrey đưa Ronald một chai rượu nhưng anh từ chối vì chỉ cần giúp sửa xe. Hai người sau đó đã uống cà phê mà theo như Ronald kể lại, Jeffrey nhìn tôi uống chằm chằm như thể đang chờ đợi một điều gì đó xảy ra vậy. My name is Ron Flowers and I met Jeffrey Dahmer in Milwaukee in 1988. We had a group of friends that used to go up to this nightclub. Club 219. Saturday night. It was a pretty normal night. A lot of dancing, everybody laughing, just having a good time. My car was parked across the street. But when I tried to start it, it wouldn't start. This man came up to me and he said, "Are you having trouble?" So I explained to him I had some trouble with my car.
And he said, but I live close by. If you want, we can just go to my house, pick up my car and come back, and then we'll get you going. So I said, okay. He introduced himself as Jeff. We walked up the front walkway and to the side of the house. The first thing he did when we went in there is he took out a bottle of alcohol and he said, do you want a drink? I got a little upset and I said, I already told you I'm here to get my car and that's it. So he said, okay, I understand, but I'm gonna make myself a cup of coffee. So I said, okay. But I was drinking the coffee kind of quickly and I finished it. I said, okay, let's go. And he said, well, just a minute. He was staring at me in a way that was scary. It was almost like he was waiting for something to happen. And I got really dizzy, and I just went forward. And the last thing I saw was the floor and his shoes. It was sheer terror. My next memory was waking up in the hospital. I knew that he had drugged me. I couldn't figure out why. I was just surprised to be alive. Khi Ronan đang mê man, cả anh và Jeffrey đều nghe thấy tiếng bà nội hắn gọi. Mặc dù Jeffrey đáp rằng hắn đang ở một mình, nhưng bà hắn đã nhìn thấy hắn đã dẫn một ai đó về nhà. Chính vì thế, hắn tha mạng cho Ronan, thay vào đó là cướp tiền và hãm hiếp anh rồi gọi xe cấp cứu. Tháng 9 năm ấy, mệt mỏi với những đêm thức khuya, mùi hôi thối từ tầng hầm bốc lên đi kèm với những hành vi kỳ lạ nên bà Jeffrey yêu cầu hắn chuyển ra khỏi nhà năm 1988. Hắn tìm thấy căn hộ một phòng ngủ tại phố North 25 và chuyển đến sinh sống vào ngày 25 tháng 9. Ngày hôm sau, hắn dẫn Anuk Sinthasompol, 13 tuổi, người Lào về nhà với lý do để chụp ảnh khỏa thân. Jeffrey bị bắt vì đã tẩm thuốc và sàm sỡ Anuk. Khi bị trút thuốc, cậu không bất tỉnh ngay mà đã về nhà và gia đình đã đưa đi cấp cứu. Tháng 1 năm sau, hắn bị kết án tấn công tình dục cấp độ 2 và rủ rê trẻ vị thành niên vào những hành vi trái đạo đức. Phiên xét xử đã bị hoãn lại cho đến tháng 5 và sau đó tòa đã tuyên án mức phạt tù 1 năm đối với Jeffrey. Ngày 20 tháng 3 năm 1989, Jeffrey được nghỉ phép 10 ngày trong lễ phục sinh. Hắn trở về nhà bà nội trong kỳ nghỉ này. Nạn nhân cuối cùng của năm 1989. 5 ngày sau, Jeffrey gặp nạn nhân thứ 5, Anthony Sears, 24 tuổi, đứng bên ngoài một quán bar dưới phố. Anthony là người đa chủng tộc và là một người mẫu trẻ đầy tham vọng. Theo Jeffrey, hắn không có ý định giết người nhưng khi gần đến giờ đóng cửa, Anthony đã đến và bắt chuyện với y. Trở về nhà bà, cả hai đã quan hệ tình dục bằng miệng. Jeffrey tẩm thuốc và siết cổ Anthony tới chết. Sáng hôm sau, hắn chặt xác Anthony trong bồn tắm và thử lột da anh. Jeffrey sau đó róc thịt và đập nhỏ xương, vứt trong thùng rác. Theo lời kể của hắn, Anthony là người cuốn hút lạ lùng và là nạn nhân đầu tiên hắn vĩnh viễn giữ lại một phần cơ thể. Đầu và dương vật của Anthony được ngâm trong acetone và được cất giữ trong tủ đồ làm việc tại nhà máy nơi hắn đang làm việc. Ngày 23 tháng 5, Jeffrey nhận mức phạt 5 năm tù treo và 1 năm trong nhà cải chính với chế độ được thả trong giờ làm nhằm giữ công ăn việc làm cho y. Đồng thời, Jeffrey phải ký vào một văn bản ghi nhận rằng hắn là một kẻ tấn công tình dục. Hắn được thả sớm 2 tháng so với quy định chế độ tù treo 5 năm của hắn cũng được áp dụng tại thời điểm này. Sau khi được thả, Jeffrey đến ở tạm nhà bà. Tháng 5 năm 1990, hắn chuyển tới sống tại khu chung cư Oxford trên phố North 25, thành phố Milwaukee. Mặc dù sống trong một khu vực với tỷ lệ tội phạm cao, nơi này rất gần với chỗ làm của hắn, lại được trang bị đồ đạc đầy đủ và hơn nữa tiền cho thuê cũng tiết kiệm, chỉ $300 mỗi tháng không tính tiền điện. Cuộc sống tại phố North 25, các án mạng từ 1990 đến 1991. Cái chết Raymond Smith. Ngày 14 tháng 5 năm 1990, Jeffrey chuyển đến sống tại khu chung cư Oxford 924, căn hộ số 213. Hắn mang theo cả đầu và dương vật của Anthony đến ngôi nhà mới.
Chưa đầy một tuần sau, hắn giết thêm nạn nhân thứ 6, Raymond Smith. Raymond là một trai bao mà Jeffrey đã trả $50 để làm tình với y. Tại căn hộ mới, hắn đưa Raymond đồ uống với 7 viên thuốc an thần. Sau khi nạn nhân bất tỉnh, hắn thất cổ anh tới chết. Hôm sau, Jeffrey mua một chiếc máy ảnh chụp lấy ngay, chụp lại cơ thể Raymond trong các tư thế gợi tình. Hắn chặt xác nạn nhân trong bồn tắm, sau đó đun chân, tay và xương chậu của Raymond trong một cái ấm thép cùng chất tẩy Soilex giúp hắn chừa lại được phần xương trong bồn rửa. Ngoài hộp sọ, phần xương còn lại được Jeffrey ngâm trong axit. Hắn xịt sơn lên chiếc sọ của Raymond, đặt chung với sọ của Anthony trong một cái tủ đựng tài liệu bằng kim loại. Khoảng một tuần sau, vào ngày 27 tháng 5, Jeffrey dụ một cậu trai trẻ khác về nhà. May mắn thay cho cậu, Jeffrey uống phải cốc chứa thuốc ngủ. Hôm sau tỉnh dậy, Jeffrey phát hiện mình đã bị mất vài bộ quần áo, $300 và một chiếc đồng hồ đeo tay. Để tránh bị khám nhà, Jeffrey không báo cảnh sát mặc dù vào ngày 29, hắn úp mở với viên quản chế của mình rằng hắn đã bị cướp. Edward Smith. Vào tháng 6 năm 1990, Jeffrey dụ người bạn hắn quen, Edward Smith, đến căn hộ. Sau khi giết và xẻ xác Edward, thay vì nhúng xương nạn nhân vào axit hay hầm bằng thuốc tẩy khiến cấu trúc của xương trở nên vụn, hắn đặt xương anh vào tủ lạnh để loại bỏ độ ẩm. Làm đông cứng bộ xương không thể khiến nó khô và bộ xương đã bị bào mòn nhiều tháng sau đó. Jeffrey đặt chúng vào lò nướng, khiến cái hộp sọ bị nổ tung. Sau này, hắn kể với cảnh sát rằng hắn đã cảm thấy thối tha vì đã không thể giữ lại được phần cơ thể nào của Edward. Hắn nói, đó là cách để tôi có thể nhớ về vẻ đẹp của họ, vẻ đẹp thể chất của họ. Tôi muốn giữ. Nếu tôi không thể giữ cả cơ thể, ít nhất tôi cũng phải giữ được bộ xương của họ. Cái chết của Ernest Miller. Chưa đến 3 tháng sau cái chết của Smith, Jeffrey bắt gặp Ernest, 22 tuổi, người bản địa Chicago trên phố North 27. Hắn đưa $50 cho Ernest bảo anh cùng về nhà với mình. Tại căn hộ 213, Ernest cho phép Jeffrey nghe tim và bụng mình. Khi hắn có ý định quan hệ bằng miệng với Ernest, anh ngăn hắn lại, nói rằng nó sẽ tốn anh một khoản nữa đấy. Jeffrey sau đó mời Ernest thức uống chỉ với 2 viên thuốc an thần. Lần này, Jeffrey chỉ còn từng đó thuốc cho Ernest nên hắn đã kết liễu đời anh bằng cách cắt đứt động mạch chủ bằng con dao hắn dùng để xẻ xác nạn nhân. Ernest mất máu đến chết sau vài phút. Jeffrey tạo dáng cái xác Ernest trong những tư thế gợi tình cho vài tấm ảnh trước khi đem vào nhà tắm để chặt xác nạn nhân. Hắn liên tục hôn và nói chuyện với cái đầu của Ernest trong khi xử lý phần còn lại của cái xác. Jeffrey giữ lại tim, cơ bắp tay và một phần thịt ở chân vào tủ lạnh để bảo quản và sử dụng. Hắn đun phần thịt thừa và nội tạng với chất tẩy Soilex cho đến khi chúng quánh lại như một hỗn hợp thạch rau câu. Bằng cách này, Jeffrey có thể lọc sạch và giữ lại xương của Ernest. Để bảo quản xương của anh, hắn ngâm chúng cùng chất tẩy rửa dạng nhẹ trong vòng 24 tiếng và dùng khăn vải để thấm khô. Đầu của Ernest cũng được cất trong tủ lạnh trước khi bị lột hết thịt. Jeffrey sau đó đã sơn cái sọ và phủ bằng men. Cái chết của David Thomas. 3 tuần sau, vào ngày 24 tháng 9, Jeffrey gặp nạn nhân thứ 9 tại một khu thương xá. Hắn rủ David đến nhà để uống rượu và hứa sẽ trả $50 để hắn chụp hình anh. Như thường lệ, Jeffrey chúc mê nạn nhân nhưng lần này, hắn không có hứng thú với David nhưng lại không muốn để anh ta đi vì sợ David sẽ tức giận khi biết mình bị tẩm thuốc. Jeffrey xẻ xác anh, chụp lại quá trình này và thủ tiêu hoàn toàn thi thể của David. Suốt 5 tháng sau đó, Jeffrey không ra tay với ai vì trong thời gian từ tháng 10 năm 1990 đến tháng 2 năm sau, hắn không thể dụ được nạn nhân nào về căn hộ của mình. Theo một viên quản chế của Jeffrey, hắn bị rối loạn lo âu và mắc chứng trầm cảm trong thời kỳ năm 1990. Jeffrey lo lắng về giới tính của hắn, phàn nàn về lối sống đơn độc và những khó khăn về tài chính. Từng có thời điểm hắn mang trong đầu những ý định về việc tự tử. Những vụ án năm 1991. Án mạng Curtis Chatter. Tháng 2 năm 1991, Jeffrey quan sát cậu sinh viên Curtis Chatter đứng tại một trạm xe buýt gần trường đại học Marquette. Hắn tiếp cận Curtis bằng cách trả cậu $50 để chụp ảnh khỏa thân và quan hệ tình dục. Tại căn hộ của Jeffrey, hắn đánh thuốc mê Curtis, siết cổ anh bằng một chiếc đai lưng. Như những lần trước, Jeffrey giữ đầu, tay và dương vật của cậu đặt vào chiếc bồn rửa bát sau khi đã chụp lại quá trình chặt xác Curtis. Aaron Lindsay. Chưa đầy 2 tháng sau, Jeffrey gặp Aaron, một người dị tính vào ngày 7 tháng 7 khi anh đang đi đánh chìa khóa. Jeffrey đưa Aaron đến nhà, chuốc thuốc rồi khoan một lỗ vào sọ,
đổ axit chlorhydric vào. Theo như Jeffrey, hắn thực hiện thí nghiệm này nhằm mục đích tạo ra một trạng thái ngoan ngoãn, không chống cự của bạn tình. Keeps a person alive by inducing a zombie-like state. By injecting first dilute acid solution into their brain or hot water. And it never did completely work. Aaron tỉnh dậy sau thí nghiệm này của hắn, nói rằng tôi đau đầu quá. Mấy giờ rồi vậy? Đáp lại điều này, Jeffrey tẩm thuốc Aaron, chặt xác anh thành nhiều mảnh và giữ lại hộp sọ. Hắn lột da Aaron, ngâm vào nước muối lạnh trong vài tuần để với ý định giữ vĩnh viễn bộ da anh. Jeffrey tiêu hủy phần da khi thấy chúng bắt đầu bị sơ và nhăn. Người dân sống cùng Jeffrey bắt đầu liên tục than phiền với ban quản lý khu chung cư về những mùi hôi thối bốc ra từ căn hộ 213. Đồng thời là tiếng đồ vật rơi loảng xoảng và thi thoảng là tiếng của cơ máy. Vài lần ban quản lý đã nói chuyện với Jeffrey về vấn đề này. Jeffrey lấy cớ rằng chiếc tủ lạnh của hắn bị hỏng khiến cho thịt trong tủ lạnh bị ôi. Lần khác, hắn biện cớ mấy con cá nhiệt đới của hắn bị chết khiến căn hộ trở nên nặng mùi. Án mạng Tony Hill. Ngày 23 tháng 5, Jeffrey dẫn Tony về nhà. Tuy nhiên, lần này thay vì chặt xác Tony ngay, hắn để cái xác nằm trên sàn nhà phòng ngủ đến hơn 3 ngày sau đó. Án mạng của Conrad Sintasongphone, đây là nạn nhân nhỏ tuổi và đáng tiếc nhất chỉ vì thái độ vô cảm của hai viên cảnh sát trong buổi tối định mệnh đó. Rạng sáng ngày 27 tháng 5, một thiếu nữ trẻ 17 tuổi có tên Cola Stiles bắt gặp một cậu bé trần truồng đứng ngoài khu chung cư ở Oxford. Thoạt nhìn, Cola tưởng cậu là thành viên một băng đảng nào đó. Người đầy những vết cắt và không thể đứng vững, cô cũng để ý rằng có máu chảy ra từ hậu môn cậu ấy. Đó chính là Conrad Sintasongphone, 14 tuổi mà Jeffrey bắt gặp trên đại lộ Milwaukee chiều hôm trước đó. Tình cờ thay, cậu chính là em trai của Anouk, người mà Jeffrey đã cưỡng bức vào năm 1988. Để tiếp cận nạn nhân, Jeffrey hứa sẽ trả cậu $50 để đến nhà hắn chụp ảnh. Tuy lưỡng lự, Conrad vẫn đồng ý theo hắn về nhà. Tại đây, Jeffrey chụp hai tấm ảnh Conrad mặc quần lót cạnh chiếc bể cá và trên chiếc ghế sofa. Hắn tẩm thuốc và quan hệ tình dục qua miệng với cậu. Lần này, Jeffrey khoan một lỗ vào sọ Conrad, tiêm axit chlorhydric vào thùy trán của cậu với mục đích biến cậu ấy thành một xác sống theo đúng nghĩa của nó và để phục vụ ý tưởng bệnh hoạn của hắn. By injecting first dilute acid solution into their brain or hot water. And it never did completely work. Khi thuốc ngủ hết tác dụng, Conrad đã tỉnh lại. Trước khi bị ngất lần nữa, Jeffrey dẫn cậu vào phòng ngủ. Theo lời khai báo với cảnh sát, hắn tin rằng Conrad đã thấy cái xác của Tony, song lại không phản ứng gì, có lẽ bởi tác dụng của thuốc mê và lượng axit hắn tiêm vào đầu cậu bé đã khiến cậu ta rơi vào trạng thái nửa tỉnh nửa mê. Jeffrey sau đó đã nằm trên giường, uống vài lon bia cạnh Conrad cùng với một xác chết bên cạnh, trước khi đi đến một quán bar dưới phố và mua thêm nhiều rượu. Sáng hôm sau, Conrad tỉnh lại và đã trốn thoát được ra ngoài do Jeffrey đã không thèm khóa cửa. Nghe tới đây, chắc hẳn quý vị độc giả cũng đã hình dung ra được phần nào sự coi thường pháp luật và manh động của kẻ sát nhân này. Cậu gặp Cola nhưng do bị tiêm thuốc vào đầu nên cậu ta không thể nào nói được. Cola nhìn bộ dạng và hiểu được cậu ấy cần giúp đỡ và gọi ngay cho cảnh sát. As Conrad slept, Dahmer went out to buy more liquor, but while he was gone, the teen woke up. He staggered out into the street naked. Concerned neighbor called 911. Emergency operator 71. Okay, hi. I'm on 25th and State, and this is young man. He is butt naked. He has been beaten up. He is very bruised up. He can't stand. He's study fall out. He is butt naked. He has no clothes on. He is really hurt. Cùng lúc đó, Jeffrey trở về. Để ý thấy hắn kéo tay cậu bé toan lôi đi, Cola ngăn lại, nói với hắn rằng lực lượng hỗ trợ đang trên đường tới đây. Jeffrey giải thích rằng John Hurt mừng cái tên mà hắn dùng để gọi Conrad chính là người yêu của mình. Cola liên tục ngăn cản Jeffrey dẫn Conrad về căn hộ vì cô để ý thấy cậu bé liên tục chống cự khi bị lôi đi. Ít phút sau, hai viên cảnh sát John Banserjak và Joseph Gabris tới nơi. Jeffrey bình tĩnh giải trình với họ rằng Conrad là người bạn trai 19 tuổi của hắn và cậu đã hơi quá chén sau khi cả hai cãi nhau.
Khi cô La xen vào để giải thích rằng trước đó cô ấy đã nhìn thấy Conrad liên tục chống cự Jeffrey. Trên người thì bị thương và Jeffrey luôn gọi cậu bằng một cái tên khác. Cảnh sát đã không thèm quan tâm tới lời của cô gái còn lên tiếng đe dọa cô, kêu cô cầm mồm. Lượn đi và chỉ nói để cảnh sát can thiệp, cho rằng đây chỉ là lục đục. Mặc sự phản đối của cô La, viên cảnh sát chỉ quấn một chiếc khăn quanh người Conrad, dẫn cậu theo Jeffrey về lại căn hộ kinh tởm ấy. Lúc đó tinh thần và thể trạng đang không tỉnh táo, mê man và vẫn không thể nói được. Tại đây, Jeffrey cho họ xem hai tấm hình hắn chụp Conrad lúc buổi tối hôm trước, lừa cảnh sát rằng họ thực sự là người tình và có quan hệ tình cảm với nhau. Trong bản báo cáo sau đó, cảnh sát viết rằng anh có ngửi thấy một mùi lạ giống như phân trong căn hộ, đây chính là mùi bốc ra từ xác chết đang phân hủy của Tony. Để điều tra, anh ta chỉ đơn giản ngó đầu vào phòng ngủ nhìn qua rồi ra về. Cảnh sát ngay sau đó đã rời đi, căn dặn Jeffrey hãy chăm sóc tốt Conrad. Nếu như buổi tối định mệnh ngày hôm đó John và Joseph có đạo đức và lương tâm nghề nghiệp hơn, thì chỉ cần điều tra lý lịch của Jeffrey, họ sẽ phát hiện ra rằng hắn là một kẻ lạm dụng tình dục trẻ em và đang trong chế độ tù treo. Sau khi cảnh sát bỏ đi, Jeffrey tiêm thêm axit vào đầu Conrad. Lần này, cậu ấy đã tử vong. Hôm sau, Jeffrey nghỉ làm để thủ tiêu xác của Conrad và Tony, sọ của cả hai đều được giữ lại. Cái chết Matt Turner. Ngày 30 tháng 6 năm 1991, Jeffrey đi đến Chicago. Hắn gặp Matt Turner, 20 tuổi, tại trạm xe buýt. Matt chấp nhận lời đề nghị của Jeffrey đến Milwaukee cho một buổi chụp ảnh chuyên nghiệp. Tại căn hộ 213, Jeffrey chuốc thuốc, siết cổ và thủ tiêu xác của Matt. Hắn đặt đầu và nội tạng gói trong những chiếc túi bóng khác nhau vào tủ lạnh. Matt không được thông báo mất tích. Jeremiah Wenbecker. 5 ngày sau, Jeffrey gặp Jeremiah từ một quán bar ở Chicago. Jeremiah chấp nhận lời đề nghị sống cùng Jeffrey trong ngày cuối tuần. Anh bị tẩm thuốc và bị Jeffrey hai lần bơm nước sôi vào đầu. Jeremiah rơi vào hôn mê và tử vong 2 ngày sau đó. Oliver Lacey. Ngày 14 tháng 7, Jeffrey gặp Oliver, 24 tuổi, tại một góc phố. Như cách hắn tiếp cận các nạn nhân trước, cả hai về nhà và có những hành động tình dục ngập ngừng trước khi hắn chúc mê Oliver. Lần này, Jeffrey muốn kéo dài thời gian bên Oliver khi anh còn sống. Sau khi chúc mê Oliver bằng chloroform thất bại, hắn gọi điện đến nhà máy để xin nghỉ. Mặc dù được cho phép nhưng hôm sau, hắn vẫn bị đình chỉ làm. Siết cổ Oliver xong xuôi, Jeffrey làm tình với cái xác. Hắn cắt đầu và tim anh trong tủ lạnh còn xương trong tủ đông. Joseph Bredhoff. 4 ngày sau, nhà máy thông báo Jeffrey bị đuổi việc. Nhận được tin, hắn mời Joseph Bredhoff, 25 tuổi, đến nhà. Hắn siết cổ Joseph, đặt anh nằm trên giường và chùm chăn lên. 2 ngày sau, hắn dở chăn ra thì thấy đầu Joseph phủ đầy roi. Jeffrey chặt xác anh, rửa chiếc đầu và cất trong tủ lạnh. Phần thân của Joseph bị thủ tiêu trong chiếc thùng axit chứa cơ thể của hai nạn nhân hắn giết từ tháng trước.